Chào mừng các em đến với kênh Hà Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em toán lớp 7 sách chương trời sáng tạo. Chúng lúc xem bài giảng, Hà Liêm không thấy quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hà Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Chúc các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 1 chương 9 sách chương trời sáng tạo trang 86 đến trang 89. Hôm nay mình sẽ làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Giờ trước mỗi trận đấu thì trọng tài thường tung đồng xu để quyết định xem đội nào sẽ được chọn sân. Em có thể đoán được đội nào sẽ chọn sân hay không? Thì rất là khó đoán đúng không? Đây là một cái ngẫu nhiên thôi, tung đồng xu thì sẽ là ngẫu nhiên, mình không phải đoán trước được đâu. Câu hỏi số 1, mình sang phần số 1 biến cố và đồng một tung ngẫu nhiên đồng xu cân đo hay đồng xu cân đối nha. Ở đây người ta nói là mình sẽ tung ngẫu nhiên hay đồng xu cân đối trong sự kiện sau sự kiện nào không gãy xảy ra, sự kiện nào chắc chắn xảy ra. Trước hết là sự kiện E, số đồng xu xuất hiện mặt sắp không vượt quá 2 thì mình thấy là sự kiện này chắc chắn xảy ra vì có hai đồng xu thì chắc chắn là không vượt quá 2, đúng không? Sự kiện xuất hiện mặt sắp không vượt quá 2 là chắc chắn xảy ra. Biến cố B, số đồng xu xuất hiện mặt sắp 2 lần gấp 2 lần đồng xu xuất hiện mặt ngửa. Thì mình thấy là chỉ có 2 lần. Một là mặt sắp, hai là mặt ngửa. Thì số mặt sắp gấp 2 lần là không thể được, đúng không? Đây là biến cố không thể nhé. Đáp án C là có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sắp thì biến cố này có thể xảy ra, đúng không? Như vậy câu hoạt động 1 này các em trả lời như sao? Như vậy câu hoạt động 1 này các em trả lời như sao? Như ta thấy sự kiện E chắc chắn xảy ra vì mặt sắp có thể xảy ra sẽ chỉ từ 1 tới 2 lần, đúng không? Nên không vượt qua 2 lần là chắc chắn xảy Ta thấy sự kiện B là không thể xảy ra vì nếu hai đồng xu có hai mặt khác nhau thì mặt sắp sẽ không gấp 2 lần mặt ngửa. Và nếu hai đồng xu có hai mặt giống nhau thì mặt sắp cũng không gấp 2 lần mặt ngửa được, đúng không? Như vậy sự kiện B sẽ là không thể xảy ra. Tiếp theo sự kiện C có thể xảy ra và cũng có thể không xảy ra. Nếu hai đồng xu cùng mặt ngửa thì không có mặt sắp nè, đúng không? Như vậy là câu hoạt động 1 các em trả lời. Giờ như là trả lời xong câu hoạt động 1, mình sẽ qua tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần ta thấy sự kiện C có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sắp có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong mỗi lần gieo hai đồng xu. Nếu cả hai đồng xu đều xuất hiện mặt sắp hoặc một đồng xu xuất hiện mặt sắp, một đồng xu xuất hiện mặt ngửa thì sự kiện C sẽ xảy ra. Nếu cả hai đồng xu đều xuất hiện hai mặt ngửa thì sự kiện KC sẽ không xảy ra. Ta không thể biết được sự kiện K số xảy ra hay không trước khi thực hiện phép thử. Ta gọi sự kiện K gọi là biến cố ngẫu nhiên. Sự kiện A là biến cố chắc chắn và sự kiện B gọi là biến cố không thể nhé. Như vậy mà đến phần ghi nhớ, các sự kiện hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hay trong một phép thử nghiệm được gọi là các biến cố, được gọi là một biến cố. Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra, biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra, và biến cố ngẫu nhiên là biến cố không biết trước được là nó có xảy ra hay không nhé. Nhưng mà sẽ có ba dạng biến cố chắc chắn, biến cố không thể và biến cố ngẫu nhiên nhé. Tiếp theo phần số 2 biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi, ví dụ 1. Mình sẽ gieo một con xúc xắc và thấy xuất hiện 6 chấm ở mặt trên cùng. Trong các biến cố sau biến cố nào xảy ra và biến cố nào không xảy ra? Thì mình thấy biến cố A là gieo được mặt có số chấm nhỏ hơn 3. Thì mình thấy là hiện giờ 6 chấm mặt trên cùng là 6 chấm thì chắc chắn phải lớn hơn 3. Như vậy là người ta nhỏ hơn 3 là biến cố không thể xảy ra. Đúng này. Biến cố B gieo được mặt có số chấm là ước của 6 thì mình thấy là 6 sẽ chia hết cho 6. Vì 6 là ước của chính nó nên biến cố B sẽ xảy ra. Biến cố C là mặt bị úp xuống có số chấm là 1. Thì mình thấy là ở phía trên là 6 thì phía dưới sẽ là 1. Nên tổng số chấm trên hai mặt. Mình thấy là tổng số chấm trên hai mặt đối diện của xúc xắc luôn là 7. Nên nếu mặt xuất hiện ở trên là 6 thì mặt úp sẽ là 1 chấm. Vậy biến cố C sẽ xảy ra. Biến cố C sẽ xảy ra nha. Giờ như mình xong ví dụ 1, mình sẽ tiếp phân bài diễn. Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 2 trong các biến cố sau.
Hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn không thể ngẫu nhiên. Tại sao? Mình xem biến cố A gieo đường mặt có ít nhất một chấm, thì mình thấy trong con xúc xắc từ một chấm đến đến 6 chấm, như vậy là gieo đường mặt có ít nhất một chấm là chắc chắn sẽ gieo đường mặt. Như vậy do tất cả các mặt của con xúc xắc đều có ít nhất là một chấm nên A là biến cố chắc chắn nha. Biến cố B gieo đường mặt có số chấm là mỗi của bạn, khi mình thấy là trong tất cả các số chấm từ một số 6 không có biến không có số, cái nào là mỗi của bạn. Như vậy biến cố B chắc chắn là biến cố không hề xảy ra. Như vậy do số chấm trên mặt con xúc xắc đều là không chia hết cho bạn nên B là biến cố không hề mỗi của bạn, có nghĩa là sẽ phải chia hết cho bạn. Biến cố C gieo đường mặt có số chấm là ước của bạn, thì mình thấy biến cố C là ngẫu nhiên vì ta không biết trước nó có xảy ra không. Chẳng hạn nếu gieo được một chấm thì biến cố C sẽ xảy ra. Ngược lại nếu gieo được từ hai chấm trở lên thì biến cố C sẽ không xảy ra được đâu. Đúng không? Như biến cố C gọi là biến cố ngẫu nhiên, có thể xảy ra hoặc là không thể xảy ra. Tiếp theo mình đến câu thực hành số 1. Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp và quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào chắc chắn không thể ngẫu nhiên. Tại sao? Như vậy là mình thấy là biến cố A, người ta nói là tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo sẽ lớn hơn một, thì mình thấy tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn một. Ví dụ như hai con xúc xắc này từ 1 tới 6, nếu hai lần mình gieo đều là số 1 thì tích sẽ là bằng 1, lúc này sẽ không lớn hơn 1. Còn những số khác như là hai này kia, 2, 3, 4 này kia nhân nhau sẽ lớn hơn 1. Như vậy đây biến cố A sẽ là biến cố ngẫu nhiên vì nó có thể xảy ra hoặc là không thể xảy ra. Đúng nè. Biến cố B tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 1. Mình thấy là hai con xúc xắc từ 1 tới 6, hai lần gieo như vậy cộng lại chắc chắn phải lớn hơn 1. Đây là biến cố chắc chắn luôn. Đáp án C là tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là 7. Thì mình thấy là từ 1 số 6 mà nhân nhau thì không thể là gieo số 7 được, đây là biến cố không thể. Còn tổng số chấm xuất hiện trên hai lần gieo mình thấy có thể là tổng sẽ là 7. Ví dụ là 1, 6, 2, 5, 3, 4 cộng nhau xong 7. Như biến cố D sẽ là biến cố ngẫu nhiên. Đúng nè. Như vậy là câu thực hành số 1 này các em trả lời như sau. Mình thấy biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì nếu ta gieo được hai lần cùng gia 1 thì tích của chúng sẽ không thể lớn hơn 1. Đúng nè. Cả hai lần đều là 1, tích là sẽ là không lớn hơn 1. Như vậy biến cố A là biến cố ngẫu nhiên. Biến cố B là biến cố chắc chắn vì mặt có số chấm ít nhất là 1. Nếu ta hai gieo hai lần nên tổng của chúng sẽ lớn hơn 1. Đúng nè. Biến cố C là biến cố không thể do các mặt có xúc xắc từ 1 tới số 6 không. Đúng nè. Mà trong cái số này không có tích nào sẽ là tích hai số nào sẽ là số 7 nên đây là biến cố không thể. Biến cố D là biến cố ngẫu nhiên vì các mặt của xúc xắc từ 1 tới 6. Mà trong cái số này thì tổng là 7, ví dụ như là 1 và 6, 2 và 5, 3 và 4, đúng không? Nên đây là biến cố ngẫu nhiên, có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra nha. Như là mình xong câu thực hành số 1, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Và tiếp theo mình sẽ đến phần ví dụ 3. Trong một hộp có 6 thanh gỗ được gắn từ số từ 0 tới 5. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai thanh gỗ từ hộp trên. Hỏi trong các biến cố sau biến cố nào là chắc chắn không thể và ngẫu nhiên tại sao? Biến cố A lấy được hai thanh gỗ gắn số lẻ. Thì mình thấy từ 0 số 5 thì sẽ có số 1, 3, 5 lẻ. Như vậy là việc lấy ra có số lẻ hay không là biến cố ngẫu nhiên. Biến cố B tổng các số gắn trên bằng 7. Thì mình thấy là từ 0 tới 5 những số này hai số cộng lại thì không phải bằng 7 được. Mình thấy là cũng có thể bằng 7. Ví dụ như số 2 và số 5 thì cộng lại là bằng 7 được.
nhì biến cố B sẽ là biến cố ngẫu nhiên. Được nè. Tích của các số trên hai hình gỗ bằng 7 thì mình thấy tích trong các số từ 0 tới 5 hai số nhân nhau bằng 7 là không thể xảy ra. Nhì biến cố C là biến cố không thể. Biến cố D là tổng các số gắn trên gỗ nhỏ hơn 10 thì chắc chắn sẽ xảy ra. Mình thấy là từ 0 tới 5 hai số cộng lại là tối đa là 9, sẽ nhỏ hơn 10. Như là biến cố D là biến cố chắc chắn sẽ xảy ra. Được rồi. Như là biến cố A là biến cố ngẫu nhiên. Vì ta không biết trước được nó có xảy ra hay không. Chẳng hạn nếu lấy được hai thanh gỗ 1 và 3 thì biến cố A sẽ xảy ra. Còn nếu là hai số khác thì sẽ không xảy ra. Đúng này. Biến cố B là biến cố ngẫu nhiên vì ta không biết trước nó xảy ra hay không. Ví dụ 2 và 5 cộng lại sẽ bằng 7. Còn những số khác cộng lại thì có thể là không bằng 7. Biến cố C là biến cố không thể vì tích của hai số bằng 7. Mình thấy là trong các số đó không có tích hai số nào bằng 7. Biến cố D là biến cố chắc chắn vì tổng các số sẽ nhỏ hơn 10. Tối đa bằng 9 nên sẽ nhỏ hơn 10. Được nè. Như là mình xong ví dụ 3 mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Tiếp theo mình sẽ đến câu thực hành số 2. Câu thực hành số 2 người ta nói trong một hộp cắm bút có một cây bút xanh, một cây bút đỏ và một cây bút tím. Lần lượt lấy ra hai bút từ ống. Nếu tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của bút. Thì mình thấy là cái tập hợp gồm có là một bút xanh và đỏ, đỏ và tím hoặc là tím và xanh. Đúng rồi. Ba tập hợp có thể xảy ra. Câu B gọi A là biến cố lấy được bút đỏ từ lần thứ nhất. Hãy nêu tập hợp tất cả kết quả xảy ra. Như lần thứ nhất lấy bút đỏ thì lần thứ hai sẽ là bút xanh hoặc là bút tím. Đúng rồi. Câu C hãy nêu một biến cố chắc chắn mà bộ kiến không thể đối với phép thử trên. Như vậy cái câu thực hành số 2 này kem trả lời như sau. Như vậy là câu thực hành số 2 này kem trả lời như sau. Câu A thì kem trả lời là các kết quả xảy ra nếu lần lượt lấy hai bút từ ống là bút xanh và đỏ, đỏ và tím, à, tím và xanh. Câu B các em trả lời tập hợp tất cả kết quả làm cho biến cố A xảy ra lấy được bút đỏ hoặc xanh hoặc là lấy được bút đỏ hoặc tím. Câu C biến cố chắc chắn là ta chắc chắn lấy được hai trong ba bút màu đỏ xanh tím trong một lần. Biến cố không thể là ta lấy được các bút màu xanh khác với màu xanh đỏ tím trong này. Giờ như là mình xong câu thực hành số 2 nhé. Giờ mình xong câu thực hành số 2 mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ thứ hai mình sẽ đến câu vận dụng 1. Một cửa hàng thống kê lại số máy tính họ bán được từ ngày thứ hai đến ngày chủ nhật trong một tuần. Kết quả được trình bày biểu đồ sau. Như mình thấy là thứ hai bán được 12 máy, thứ ba 8 máy, thứ tư 10 máy, thứ năm 9 máy, thứ bảy, thứ sáu 7 máy, thứ bảy 11 và chủ nhật 14 máy. Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần đó để xem kết quả bán hàng trong các biến cố sau. Biến cố được chắc chắn không thể ngẫu nhiên. Biến cố A cửa hàng bán được 10 máy tính trong ngày được chọn. Thì mình thấy là trong các số này thì mình thấy là có những số bằng 10, như ở đây là biến cố ngẫu nhiên, đúng không? Cửa hàng bán được ít hơn 7 thì mình thấy là trong các số này không có số nào ít hơn 7, đây là biến cố không thể. Biến cố C cửa hàng bán không quá 14 thì mình thấy là số lớn nhất là 14, như vậy không quá 14 đây là biến cố chắc chắn, đúng không? Như vậy là câu bằng 11 này mình sẽ trả lời như sau. Như vậy câu bằng dùng một các em trả lời biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì cửa hàng có những ngày bán được ít hơn hoặc nhiều hơn 10 máy tính. Cũng có khi bằng 10 máy tính. Biến cố B là biến cố không thể vì cửa hàng luôn bán được ít hơn 7 máy tính. Vì mình thấy là từ 7 trở lên. Như vậy là có nghĩa là biến cố là không thể vì cửa hàng luôn bán được nhiều ít nhất 7, có nghĩa là lớn hơn 7 đúng không? Ít nhất 7 chiếc máy tính trong tất cả các ngày, có nghĩa là từ 7 trở lên. Còn biến cố C là biến cố chắc chắn vì số máy tính cửa hàng bán được nhiều nhất trong một ngày là 14 chiếc mà không. Không có cái nào lớn hơn. Đúng không? Giờ trả lời xong câu vận dụng 1, mình sẽ tiếp câu vận dụng 2.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu vận dụng 2. Trong các biến cố sao hãy chỉ ra biến cố chắc chắn, không thể ngẫu nhiên. Năm 2050, con người tìm được sự sống ngoài trái đất. Thì đây là biến cố ngẫu nhiên vì chưa chắc là tìm được hay không. Biến cố B, ở mũi điện thì ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng đông. Câu này chắc chắn sẽ ra giờ, mặt trời luôn luôn mọc ở hướng đông. Đúng này. Biến cố C, gặp một giáo viên trong trường em sinh năm 1900. Thì nếu một người mà năm sinh năm 1900 năm nay là hơn 100 tuổi là không thể xảy ra. Như vậy biến cố không thể. Chia một đồng xu cân đối 100 lần đều ra mặt sắp là không thể. Đúng này. Đây là biến cố không thể xảy ra. Như vậy là đề biến cố. Như vậy đây là biến cố các em để ngẫu nhiên cũng được, vì có thể là may mắn, một người nào may mắn thì có thể là tung được 100 lần sắp nha. Điều đó là khá khó xảy ra nhưng vẫn có thể xảy ra được. Như vậy là câu này các em trả lời sao? Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên, có nghĩa là có thể được hoặc không. Biến cố B là biến cố chắc chắn. Biến cố C là biến cố không thể. Biến cố D là biến cố ngẫu nhiên vì có thể trong một lần đồ đang mặc sắc. Đây là ngẫu nhiên, thật ra mình thấy là khả năng xảy ra được cái này rất là khó, nhưng vẫn là có thể được này. Nên mình sẽ để là ngẫu nhiên nha. Như mà xong cái vận dụng 2 mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng dễ hiểu hoặc khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt các em nha.